Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Mới đầu cho tin Việt Nam, Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tập trung vấn đề Biển Đông khi thăm Việt Nam và Singapore. Theo Reuters, trong chuyến thăm Việt Nam và Singapore tới đây, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Trước đó, vào ngày 30 tháng 7, Tòa Bạch Ốc xác nhận Phó Tổng thống Harris sẽ có chuyến thăm Singapore và Việt Nam trong tháng 8, nhưng không nêu ra chi tiết về thời gian chuyến đi này. Mục đích của chuyến đi là tăng cường liên hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với hai đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho biết, trong chuyến đi, Phó Tổng thống sẽ thảo luận với chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore về các vấn đề lợi ích chung, bao gồm an ninh khu vực, phản ứng toàn cầu với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và nỗ lực chung của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Hôm 3 tháng 8, hãng tin Reuters cũng dẫn lời một quan chức Tòa Bạch Ốc tiết lộ bà Harris tới đây sẽ tập trung vào việc bảo vệ luật lệ quốc tế ở Biển Đông, thúc đẩy sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong khu vực và mở rộng hợp tác về các vấn đề an ninh. Bà Harris là vị phó tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm Việt Nam. Thông tin chuyến thăm của bà Harris được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thăm chính thức Việt Nam ngày 28 và 29 tháng 7. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris đặt ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng lại các mối liên hệ hợp tác toàn cầu của chúng ta và giữ cho đất nước chúng ta an toàn, mà chuyến thăm tới đây sẽ tiếp tục công việc ấy, làm sâu sắc mối liên hệ của chúng ta ở Đông Nam Á. Vị quan chức trong bản tin của Reuters ngày 3 tháng 8 cũng cho rằng Singapore và Việt Nam là những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ xét về mặt vị trí địa lý, quy mô kinh tế, liên hệ thương mại với Hoa Kỳ. Hợp tác của hai nước với Hoa Kỳ trong các vấn đề an ninh như Biển Đông cũng là yếu tố được cân nhắc. Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 chuyển giao từ Hoa Kỳ. Bộ Y tế của Việt Nam vừa phê duyệt cho VinBioCare, là công ty con của tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với loại vaccine ngừa COVID-19 mới được chuyển giao công nghệ sản xuất từ công ty Arcturus của Mỹ. Theo đó, thì VinBioCare ký hợp đồng mua bản quyền để sản xuất một số loại vaccine của Arcturus. Trong đó, thì vaccine ARCT-154 được nghiên cứu nhằm ngăn chặn biến chủng Delta và một số biến chủng khác của virus coronavirus hiện đang hoành hành tại Việt Nam và trên thế giới. Được biết là vaccine ARCT-154 được phát triển theo công nghệ vaccine mRNA, là công nghệ đã mang hai loại vaccine COVID-19 của Mỹ, đó là Pfizer và Moderna, hiện đang lưu hành. Vào tuần trước, thì chính phủ Việt Nam đã phê duyệt cho Vingroup xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại khu công nghệ Hòa Lạc, Hà Nội, với vốn đầu tư hơn 200 triệu đô la và có công suất dự kiến là 100 cho tới 200 triệu liều vaccine một năm. Và theo kế hoạch thì việc thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 sẽ được thực hiện tại Việt Nam theo 3 giai đoạn trên các tình nguyện viên trên 18 tuổi. Giai đoạn 1 được thực hiện vào ngày 8 tháng 8 tại Trường Đại học Y Hà Nội trên 100 tình nguyện viên. Giai đoạn 2 thực hiện trên 300 người tình nguyện tại các tổ chức nhận thử cũng như tại công cộng ở các tỉnh triển khai nghiên cứu. Và giai đoạn 3 được thử nghiệm trên số lượng 20.600 tình nguyện viên. Thỏa thuận giữa VinBioCare và Arcturus cho phép công ty Mỹ tham vấn trong việc xây dựng nhà máy cũng như chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ARCT-154 cho VinBioCare. Phía VinBioCare thì sẽ trả trước 40 triệu Mỹ Kim và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan tới hoạt động chuyển giao công nghệ của Arcturus. Ngoài ra thì VinBioCare cũng sẽ chi trả tiền để mua nguyên liệu theo công nghệ độc quyền của Arcturus và tiền bản quyền sản xuất vaccine tại cơ sở của VinBioCare. Được biết, Arcturus được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở ở thành phố San Diego thuộc tiểu bang Cali. Nếu các thử nghiệm lâm sàng được đánh giá và chứng minh là thành công,
thì Bộ Y tế của Việt Nam sẽ phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine này vào tháng 12 năm 2021. Vingroup cho biết là nhà máy của họ dự kiến sẽ sản xuất những lô vaccine đầu tiên vào đầu năm 2022. Ấn Độ sẽ cung cấp 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam. 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir được Ấn Độ cam kết cung cấp cho Việt Nam trong 30 ngày tới. Đây là kết quả làm việc tích cực của nhóm phản ứng nhanh về thuốc và vaccine của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ với các công ty dược phẩm lớn như Hetero, Dr. Reddy, Cipla, Jubilant, Mylan, Zydus và Cadila. Theo đó, các doanh nghiệp này cam kết sẽ cung cấp cho Việt Nam khoảng 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir trong vòng 30 ngày tới. Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương Ấn Độ trong các buổi tiếp xúc gần đây với nhóm phản ứng nhanh về thuốc và vaccine cũng cho biết sẽ xem xét tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp Ấn Độ hoàn thiện các thủ tục xuất cảng. Do COVID-19 bùng phát mạnh vào cuối tháng 4, chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất cảng mặt hàng này, nhưng quyết định trên được nới lỏng thành hạn chế xuất cảng vào ngày 14 tháng 6. Do đó, để được xuất cảng, doanh nghiệp cần hoàn thiện thủ tục tại Tổng cục Ngoại trưởng Ấn Độ hoặc các văn phòng đặt tại các trung tâm kinh tế lớn. Một người tại Hà Tĩnh đã bị phạt ở Bình Dương vì tổ chức đưa đồng hương về quê. Vào ngày 2 tháng 8, thì báo Bình Dương đưa tin là công an của tỉnh này đã bắt Ngô Đức Khiêu là một người dân Hà Tĩnh vì đã kêu gọi công nhân đồng hương tổ chức đi xe máy về quê. Điều đáng chú ý là báo Bình Dương đã gọi anh ta là đối tượng và dùng từ kích động để mà chỉ việc anh kêu gọi đồng hương trở về quê nhà. Những từ ngữ này vốn dĩ chỉ được dùng cho tội phạm. Được biết, anh Ngô Đức Khiêu bị công an thành phố Thuận An bắt khi mà đang chuẩn bị tiến hành cuộc hành trình trở về quê hương cùng với những đồng hương khác. Công an sau đó đã đưa anh ta về trụ sở với yêu cầu anh ta thừa nhận hành vi vi phạm chỉ thị 16 của chính phủ. Mà theo đó thì người dân không được ra ngoài đường trừ trường hợp thật cần thiết như đi mua nhu cầu về thực phẩm, y tế hoặc là được phép đi làm. Hiện thì chưa có thông tin gì về việc là anh Ngô Đức Khiêu đã bị công an Bình Dương giải quyết ra sao. Và trong những ngày gần đây thì trên mạng xã hội và thậm chí là cả truyền thông của nhà nước đã xuất hiện nhiều thông tin về những đoàn người dân rời khỏi thành phố Sài Gòn cũng như Bình Dương để mà về quê tránh dịch bệnh đang lây lan nhanh. Nhất là sau khi thực hiện chỉ thị 16 và nhiều người dân không có việc làm. Một vài địa phương đã tổ chức đón người dân của mình trở về, nhưng đồng thời cũng có một vài địa phương kêu gọi người dân ở nguyên tại chỗ. Vào ngày 31 tháng 7, thì sau khi có nhiều tin và hình ảnh hàng đoàn người rời thành phố Sài Gòn về quê vì dịch bệnh, thì Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn cấp yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đấy. Và chính quyền các địa phương tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh cũng như là thành phố là nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 cho tới khi hết việc giữ khoảng cách xã hội. Người nhập cảnh chỉ phải cách ly 7 ngày nếu chích đủ liều vaccine có xét nghiệm âm tính. Thưa quý vị, thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo với trường hợp nhập cảnh nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Sáng ngày 4 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành quy định về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC Hoa Kỳ, Bộ Y tế hướng dẫn về cách ly y tế đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo, trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. Việt Nam trở thành nhà xuất cảng hàng may mặc lớn hàng thứ hai trên thế giới
Trang tin fashionunited.de ngày 2 tháng 8 đã dẫn số liệu thống kê mới nhất về thương mại thế giới năm 2021 do Tổ chức Thương mại Thế giới là WTO công bố, cho biết là Việt Nam đã vượt Bangladesh và trở thành nhà xuất cảng hàng may mặc lớn hàng thứ hai trên thế giới. Tại Đức thì trong năm 2020, xuất cảng hàng may mặc của Việt Nam đã tăng trưởng 6.4% với giá thị trường đạt được 29 tỷ đô la. Trong 10 năm qua thì thị phần của Việt Nam trên thị trường xuất cảng hàng may mặc toàn cầu đã gia tăng mạnh mẽ. Trong khi đó thì tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực hàng may mặc của Bangladesh đã giảm từ 6.8% xuống còn 6.3% trong năm 2020. Và với số liệu này thì Việt Nam đã vượt qua Bangladesh về xuất cảng hàng may mặc, chỉ đứng sau Trung Cộng, là quốc gia có thị phần chiếm đến 31.6%, tuy đã giảm đi 7% trong năm 2020, và với giá trị xuất cảng đạt 142 tỷ đô la. Sản lượng hàng may mặc của Bangladesh đã sụt giảm mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khiến cho các nhà máy phải đóng cửa do nhiều nhãn hàng Tây Phương đã hủy hợp đồng hoặc là trì hoãn việc thanh toán. Trong khi đó thì Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa sản xuất, không chỉ là hàng may mặc thời trang nhanh, giá rẻ, hợp thời trang, mà còn có cả quần áo và phụ kiện vào tầm trung cũng như là cao cấp. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Hình Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Chiều và Quỳnh Anh xin được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hồng Việt Television. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.